Cách chữa bệnh phụ khoa nhanh và hiệu quả từ rau diếp cá. Chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh, thường gặp nhiều trục trặc về sức khỏe phụ khoa, và có một cách đơn giản để ứng phó với căn bệnh này là sử dụng rau diếp cá, một loại rau ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Diếp cá có tác dụng chữa trị nhiều loại bệnh. Đối với phụ nữ thì đây là một loại thuốc cực quý, đặc biệt khi kết hợp sử dụng nó với một số loại thảo dược khác. Rau diếp cá được sử dụng như một loại rau gia vị có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng thêm mùi vị cho món ăn và tạo cảm giác ngon miệng cho người sử dụng. Diếp cá là một loại rau thanh mát, không chỉ có nhiều tác dụng bồi bổ sức khỏe mà còn giúp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, đặc biệt là có tác dụng chữa bệnh phụ khoa hiệu quả. Diếp cá là loại cỏ nhỏ, ưa chỗ ẩm ướt, thân rễ lá một cách hình tim, đầu lá thì hơi nhọn. Diếp cá vò nát có vị chua và tanh như cá, do đó đông y còn gọi loại cây này là ngư tinh thảo. Diếp cá có tính hàn, tác dụng tiêu độc mát máu, kháng viêm. Diếp cá có tác dụng chữa trị nhiều loại bệnh. Trong đông y, rau diếp cá có vị cay, hơi lạnh, dùng trong các bài thuốc thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, tiêu thủng, vân vân. Và trong các tài liệu đông y cổ thì việc dùng rau diếp cá để chữa bệnh có rất nhiều tác dụng. Diếp cá còn có tác dụng ức chế rất nhiều những loại vi sinh vật như tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn tan huyết, phế cầu khuẩn, vân vân. Đồng thời, diếp cá còn có chức năng về việc ức chế đối với virus Herpes Simplex, HSV, gây nên nhiễm loét sinh dục cùng cả HIV do diếp cá đe dọa trực tiếp vào vỏ bọc protein của virus. Ngoài ra thì rau diếp cá còn có thể diệt trừ ký sinh trùng cùng nấm. Chính vì vậy mà diếp cá đã được thường xuyên sử dụng trong việc chữa trị các căn bệnh của phụ nữ như viêm âm đạo, huyết trắng hay chữa kinh nguyệt không đều, vân vân. Ăn nhiều rau diếp cá có thể giúp chị em cải thiện được những căn bệnh phụ khoa đáng kể. Đây là một trong những cách chữa bệnh phụ khoa bằng dân gian hiệu quả. Cách chữa bệnh phụ khoa bằng rau diếp cá. 1. Chữa kinh nguyệt không đều bằng rau diếp cá. Bài thuốc phối hợp giữa rau diếp cá và ngải cứu sẽ giúp phụ nữ ổn định kinh nguyệt và chữa đau bụng kinh vô cùng hữu hiệu. Lấy 40g rau diếp cá cùng với 30g ngải cứu rồi xay nhuyễn cùng với một ít nước lọc. Sau đó thì dùng rây lọc để lọc lấy nước cốt và chia uống 2 lần trong ngày. Bạn cứ làm và uống liên tục như vậy trong 5 ngày trước kỳ kinh 10 ngày để có hiệu quả cao nhất. 2. Chữa viêm âm đạo thành công với rau diếp cá, bồ kết và tỏi. Không chỉ giúp điều hòa kinh nguyệt mà rau diếp cá còn mang lại tác dụng chữa viêm âm đạo cho phụ nữ. Bạn đun sôi hỗn hợp gồm 20g rau diếp cá, 1 củ tỏi, 10g quả bồ kết cùng với 5 bát nước lọc, đun thật kỹ như kiểu sắc thuốc bắc. Sau khi đun thì bạn dùng nước thuốc lúc còn nóng để xông hơi thẳng vào chỗ đau, rồi đợi nước nguội thì ngâm rửa lại một lần nữa. Để chứng viêm âm đạo thuyên giảm một cách rõ rệt thì bạn cần xông hơi như thế liên tục trong vòng 7 ngày, mỗi ngày làm một lần. 3. Chữa bạch đới, loét cổ tử cung bằng rau diếp cá. Dùng lá diếp cá tươi với lượng từ 50 đến 100g, sắc với nửa lít nước, dùng để ngâm rửa. Mỗi ngày thực hiện một lần khoảng 15 phút trước khi đi ngủ. Thực hiện liên tục nhiều ngày sẽ cải thiện dần tình trạng bạch đới do viêm loét cổ tử cung gây ra. Chữa viêm tuyến vú, tắc tia sữa cho phụ nữ sau sinh. Phụ nữ sinh con lần đầu thường hay gặp triệu chứng tắc tia sữa gây khó khăn trong việc cho em bé bú. Nhiều trường hợp tắc tia sữa trong thời gian dài làm mất dòng sữa, thậm chí là viêm nhiễm tuyến vú, áp xe vú. Sử dụng 30g diếp cá tươi, 20g lá cải trời rửa sạch, giã nhỏ cùng với một ít nước sôi để nguội. Sau đó thì dùng rây lọc qua lấy một bát nước uống, cần uống 2 lần mỗi ngày và trong 5 ngày liên tiếp. Bên ngoài vú thì có thể dùng 2 hạt gấc, bỏ vỏ cứng, giã nát, thêm 1 thìa giấm ăn vào tạo thành hỗn hợp bột sệt mịn, dùng để bôi lên ngực, tập trung vào khu vực bị sưng rõ. Cần bôi mỗi ngày 3 lần và bôi liên tục trong 5 ngày liền. Ngoài ra thì có thể dùng lá diếp cá khô 20g, táo đỏ 10g, nước 600ml, sắc còn 200ml chia uống 3 lần trong ngày. Lưu ý, các bài thuốc trên chỉ hiệu quả với diếp cá tươi. Trong quá trình sử dụng thì cần phải rửa thật sạch diếp cá trước khi cho vào sắc uống hoặc ngâm rửa. bởi diếp cá là cây thon bò dưới đất, rất dễ dính các loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe.